Ôi tụi bà thích tôi quá. Ôi xong cắt nuôi lên tí nữa cho nó đỡ bị cái phấn này, có phải nó đỡ bị chua không? Tụi tôi chất mật nhá. Bắt quân đi á. Đã quay gì không? Quay đấy. Quấn quấn nó vào. Chị view ra. Tầm khoảng 5 đến 7 lít mặt đấy nhá.
bớt đi đấy đi, cứ cầm ra xong. Cắt tầng sáp trước. Cắt sáp à? Cắt sáp cắt sao? Không, bây giờ như này nếu mà ai mà lấy sáp. Đúng rồi, bây giờ ai lấy sáp mình ném một ít sáp ra đi. Ném một ít sáp xong còn vẫn phải để lại sáp để cho nó làm tổ tiếp. Kiểu gì cắt mấy sao để lại một ít để cho nó làm tổ tiếp. Em bây giờ anh bảo em là cắt từ dưới, cắt từng miếng một mình cho vào túi. Đúng rồi, đừng khoanh to như thế. Rồi vòng xuống này, vòng xuống này, vòng xuống này là từng miếng một. Đấy, đút túi này xử lý nó dễ hơn. Thảo có mang dám đi không, mang máy đi tao review cho. Đưa máy đi. Rồi năm trước cũng làm cũng có ấy ở đây này. Năm trước cũng làm đấy. Rồi. Rồi cắt từng một từng khác. Mật không? Thế mà đây là phấn thôi. Phấn mật mà. Các con sâu đi, có chua đấy, cổ đấy. Bông mật để riêng này, mật cứ chảy mẹ rồi vào. Ôi, cái cắt mỏng mỏng ra mà. Ôi. Ôi dồi ôi. Mật nó chảy. Con cắt bằng mặt nhá. Ờ, bây giờ là cắt bằng mặt mọi người. Ôi dồi ôi. Xong cắt nuôi lên tí nữa cho nó đỡ bị cái phấn này, có phải nó đỡ bị chua không? Ủa. Mặt nó chảy. Thôi thôi thôi, quên đi quên đi. Mở 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 cái này đó. Uầy. Ôi dồi ôi. Thôi cứ để từ từ đã đi. Có thể đến quạt nốt mấy kia đi. Sát bên kia. Ở trong á. Ui. Cái rồi. Núi này nó ấy bạn nhỉ? Bạn trong. Lại hết đi. Tôi phí. Mặt hết. Thôi được rồi. Để buộc lại thôi. Xoắn thôi, xoắn cầm tay thôi. Ôi, nặng lắm.
Anh bảo Toàn cầm cái túi 5 cân đi nhé. Toàn đi. Gọi anh Toàn cầm cái túi 5 cân thả đây cái. Toàn ơi. Cho một hòn đá bé bé vào để tung ra đây. Toàn ơi. Mang cái túi 5 cân ra đây nhé. Anh em mình để lại chỗ này để cho nó sẽ tiếp tục nó làm. Đến gần đây để cho hòn đá ném xuống. Buồn không? Buồn không? Từ từ tôi đẩy yên đấy, đừng nó rách ra, đừng ngồi yên đấy, để đi lấy túi. Đó. Tiếp tục gì không? Bỏ mẹ lấy xong được. Được chưa? Rồi. Đây. Tính nặng một tầm nửa lít đấy nhỉ. Cho túi xanh khác, túi xanh không. Ở đây cho mẹ vào đấy nè, ít thì thôi cho mẹ vào đấy luôn. Thấy chưa? Tại gãy trên này, đấy. Xé mẹ nè. Cái đấy nó là băng dính mà. Xé ra. Tay nó chưa không làm sao được. Thấy chưa? Đây này. Bây giờ đưa cái khẩu khói ra ngoài á. Được rồi.